nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tái lập giao ước. Các bia ghi lề luật. Sách xuất hành, chương 34, từ câu 1 đến câu 4. Đức Chúa phán với ông Môsê: Ngươi hãy đẽo hai bia đá giống như hai bia trước, và ta sẽ ghi lại trên đó những lời đã ghi trên các bia trước mà ngươi đã đập vỡ. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng cho sáng ngày mai. Ngay từ sáng, ngươi hãy lên núi Sinai và đứng chờ ta ở đó trên đỉnh núi. Không ai được lên với ngươi, cũng không ai được xuất hiện trên khắp vùng núi, ngay cả bò bê hay dê cừu, cũng không được ăn cỏ trên sườn núi đó. Vậy ông Môsê đẽo hai bia đá giống như những bia trước, rồi sáng sớm ông thức dậy và lên núi Sinai. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tái lập giao ước. Các bia ghi lề luật. Sách xuất hành, chương 34, từ câu 1 đến câu 4. Đức Chúa phán với ông Môsê: Ngươi hãy đẽo hai bia đá giống như hai bia trước, và ta sẽ ghi lại trên đó những lời đã ghi trên các bia trước mà ngươi đã đập vỡ. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng cho sáng ngày mai. Ngay từ sáng, ngươi hãy lên núi Sinai và đứng chờ ta ở đó trên đỉnh núi. Không ai được lên với ngươi, cũng không ai được xuất hiện trên khắp vùng núi, ngay cả bò dê hay dê cừu, cũng không được ăn cỏ ở trên sườn núi đó. Vậy ông Môsê đẽo hai bia đá giống như những bia trước, rồi sáng sớm ông thức dậy và lên núi Sinai theo lệnh của Đức Chúa, tay mang hai bia đá. Đức Chúa hiện ra. Sách xuất hành, chương 34, từ câu 5 đến câu 9. Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh người là Đức Chúa. Đức Chúa đi qua trước mặt ông và sướng: Đức Chúa, Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến 3-4 đời vì lỗi lầm của cha ông. Ông Môsê vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa: Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Giao ước. Sách xuất hành, chương 34, từ câu 10 đến câu 28. Đức Chúa phán: Này ta sắp lập một giao ước trước mặt toàn dân của ngươi. Ta sẽ làm những việc lạ lùng chưa hề được thực hiện trong một nước hay một dân nào. Toàn dân ở chung quanh ngươi sẽ thấy việc Đức Chúa làm, vì điều ta sắp dùng ngươi mà làm thì thật đáng sợ. Hãy giữ kỹ điều ta truyền cho ngươi hôm nay. Này ta sắp đuổi cho khuất mắt ngươi những người Emori, Canaan, Khết, Berizzi, Khivi, Servut. Hãy ý tứ, đừng lập giao ước với dân cư trong xứ nơi ngươi sắp vào,
kẻo chúng trở thành một cạm bẫy ở giữa ngươi. Trái lại, bàn thờ của chúng phải phá hủy, trụ đá của chúng phải đập tan, cột thờ của chúng phải chặt đi. Vậy ngươi không được phủ phục trước một thần nào khác, vì Đức Chúa mang danh là Đấng Ghen Tương. Ngươi là một vị thần ghen tương. Ngươi không được lập giao ước với dân cư trong xứ, kẻo khi chúng đàng điếm với các thần của chúng và tế họ, chúng sẽ mời ngươi và ngươi sẽ ăn đồ cúng của chúng. Ngươi sẽ kén vợ cho con trai ngươi trong số con gái chúng. Con gái chúng sẽ đàng điếm với các thần của chúng và làm cho con trai ngươi đàng điếm với các thần đó. Ngươi không được đúc tượng thần. Ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ bánh không men. Trong 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men vào thời chỉ định trong tháng Aviv, như ta đã truyền cho ngươi. Vì trong tháng Aviv, ngươi đã ra khỏi Ai Cập. Mọi con đầu lòng đều thuộc về ta. Mọi con đực trong súc vật ngươi, con đầu lòng của bò cũng như của chiên, mọi con đầu lòng của giống lừa, ngươi sẽ lấy một con chiên mà chuộc lại. Nếu ngươi không chuộc lại, thì đánh gãy ót nó đi. Còn mọi con đầu lòng trong số con cái ngươi, thì ngươi sẽ chuộc lại. Không ai được đến tay không trước nhan ta. Trong 6 ngày, ngươi sẽ lao động, nhưng ngày thứ 7 ngươi sẽ nghỉ. Dù đang vụ cày hay vụ gặt, ngươi cũng sẽ nghỉ. Ngươi sẽ mừng lễ các tuần, dâng lúa mì đầu mùa, rồi mừng lễ thu hoạch cuối năm. Mỗi năm 3 lần, tất cả đàn ông con trai của ngươi phải đến trước nhan Chúa Tể là Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Ta sẽ truất hữu các dân, cho chúng đi khuất mắt ngươi và mở rộng bờ cõi ngươi. Sẽ không có ai ham chiếm đất của ngươi khi ngươi đi lên để đến trước nhan Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi mỗi năm 3 lần. Ngươi không được lấy máu của một tế vật nào mà dâng lên ta cùng với bánh có men. Tế vật lễ vượt qua, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng. Của đầu mùa tốt nhất của đất đai ngươi, ngươi phải đem đến nhà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi không được lấy sữa dê mẹ mà nấu thịt dê con. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy ghi chép những lời này, vì dựa trên chính những lời này mà ta đã lập giao ước với ngươi và với Israel. Ông ở đó với Đức Chúa 40 ngày 40 đêm, không ăn không uống, và ông viết trên những tấm bia các điều khoản của giao ước, tức là thập điều. Ông Môsê lại xuống núi. Sách Xuất Hành, chương 34, từ câu 29 đến câu 35. Ông Môsê từ trên núi Sinai xuống, tay cầm hai tấm bia chứng ước. Khi xuống núi, ông Môsê không biết rằng xe mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Khi ông Aharon và toàn thể con cái Israel thấy ông Môsê, thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. Ông Môsê gọi họ: Ông Aharon và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. Sau đó, toàn thể con cái Israel lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Sinai. Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra. Ông trở ra và nói lại với con cái Israel những mệnh lệnh ông đã nhận được. Con cái Israel nhìn mặt ông Môsê,
thấy da mặt ông sáng chói. Ông Môsê lại lấy khăn che mặt cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa.